Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta làm quyết toán công trình. Giả thiết rằng là chúng ta đã làm một thi công xong một công trình. Có nghĩa là trước đó thì chúng ta đã phải lập hồ sơ đấu thầu này, chúng ta đi chúng ta đấu thầu này, sau đó chúng ta trúng thầu và chúng ta làm các hợp đồng thầu xây lắp với chủ đầu tư. Và chúng ta đã thi công được từng giai đoạn rồi. Và bây giờ đến cái bước tiếp theo là chúng ta phải làm cái bộ hồ sơ quyết toán khối lượng công việc hoàn thành, quyết toán khối lượng công việc phát sinh, vân vân, để mà chúng ta trình cái quyết toán đó, cái bản quyết toán khối lượng đó với chủ đầu tư, cũng như là để chúng ta thanh quyết toán, chúng ta lấy tiền về. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày từ đầu xem là nó gồm những cái công đoạn gì. Thứ nhất là tôi sẽ dẫn các bạn nhập khối lượng công việc hoàn thành. Thì chúng ta dựa trên những cái biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, chúng ta dựa trên các cái bản vẽ hoàn công để chúng ta bóc tách khối lượng chúng ta đưa vào. Nhập khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng trước đây như thế nào? Và cái việc nhập khối lượng công việc phát sinh này nó có hai dạng, một là khối lượng phát sinh nhưng mà trước đây nó có trong hợp đồng và bây giờ nó phát sinh thêm thôi. Còn một loại nữa là khối lượng phát sinh nhưng mà phát sinh ngoài hẳn hợp đồng, tức là trước đây nó chưa có và bây giờ nó mới có. Thì tôi sẽ dẫn cái cách nhập khối lượng phát sinh do hai dạng như thế. Bước tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập cái giá của vật tư, bao gồm có vật liệu, giá của nhân công, giá của máy tại cái thời điểm mà chúng ta làm công trình để chúng ta quyết toán công trình. Và cái giá vật tư này, ví dụ giá của xi măng, của cát, của nhân công bậc 3, bậc 4, hoặc giá của máy ủi, máy xúc vân vân chẳng hạn, có thể là nó sẽ khác so với cả cái giá lúc chúng ta làm hồ sơ đấu thầu. Giả sử rằng là cái hồ sơ này là hồ sơ được điều chỉnh giá, thì tôi sẽ dẫn các bạn nhập cái giá vật tư. Hai bước cuối cùng là sẽ dẫn các bạn tính cái bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành và quyết toán khối lượng công việc phát sinh theo cái thông tư mới nhất là thông tư số 08 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành. Tuy nhiên sau này khi có thông tư mới thì chúng tôi sẽ cập nhật trong phần mềm. Và cái video này thì về cơ bản nó sẽ không thay đổi mấy, và các bạn cập nhật phần mềm thì nó sẽ có những cái thông tư mới đó. Trước mắt các bạn đang là thông tư số 08 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 1 năm 2016 để mà quy định về quản lý thanh quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến các cái bảng phụ lục là số 03A và 04 như sau. Đây, bảng phụ lục số 03A là bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán. Thì trong cái phụ lục số 03A này thì Bộ Tài chính hướng dẫn một cái bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành gồm là các cái đầu việc ở đây, rồi là khối lượng của nó theo hợp đồng là bao nhiêu, lũy kế hết kỳ trước, lũy kế hết kỳ này, lũy kế thực hiện kỳ này và lũy kế hết kỳ này, rồi là đơn giá theo hợp đồng, đơn giá bổ sung nếu có, rồi thành tiền theo hợp đồng, thành tiền lũy kế hết kỳ trước, thực hiện kỳ này và lũy kế hết kỳ này. Đấy. Thì đấy là bảng 3.3. Tiếp theo chúng ta xuống bảng phía dưới là bảng 3.4, phụ lục số 04. Phụ lục số 04 là quyết toán khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. Thì ở trong này Bộ Tài chính hướng dẫn một cái bảng là chúng ta phải thể hiện được các cái đầu việc đã phát sinh cũng như là khối lượng của nó, khối lượng thực hiện kỳ này, lũy kế hết kỳ trước là thế nào, rồi là lũy kế hết kỳ này, và đơn giá theo hợp đồng, đơn giá bổ sung, rồi là thành tiền là lũy kế hết kỳ trước, thực hiện kỳ này là bao nhiêu, lũy kế hết kỳ này. Đấy, thì đây như vậy là chúng ta tuân thủ theo hai cái bảng hướng dẫn, hai cái phụ lục là phụ lục 04 là quyết toán khối lượng phát sinh và phụ lục số 03 là quyết toán khối lượng hoàn thành trong cái thông tư số 08 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành. Bây giờ tôi quay trở lại bên phần mềm dự toán G8. Tôi giả thiết rằng là trước đây chúng ta đấu thầu, chúng ta đã có một công trình như này. Tất nhiên các đầu việc ở đây, diễn giải ở đây, khối lượng ở đây thì tôi chỉ mang tính chất minh họa để chúng ta làm cho tôi hướng dẫn cho thuận tiện cho cái việc hướng dẫn sử dụng. Còn khi làm thì các cái khối lượng này, công trình này sẽ là cục khối lượng của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm sang sheet là sheet quyết toán.
chúng ta sẽ bấm vào cái menu quyết toán ở trên này, hoặc là chúng ta bấm vào cái sheet quyết toán ở phía dưới này thì cũng tương tự như vậy, hiệu ứng như nhau. Lúc đầu thì G8 sẽ hiển thị ra cho bạn một cái bảng quyết toán trắng chưa có gì cả, và nó có một giai đoạn là giai đoạn 1. Các bạn có thể điều chỉnh lại cái giai đoạn 1 này. Đấy, giai đoạn 1 từ tháng này 1 này đến tháng 6 2016 chẳng hạn. Đấy. Và tất nhiên chúng ta có thể điều chỉnh cái chữ tên của giai đoạn này phù hợp với cái giai đoạn thực tế thi công của chúng ta, các bạn tùy chỉnh. Đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn cái cách để mà nhập cái khối lượng công việc hoàn thành mà đã có trong hợp đồng trước đây, thì các bạn sẽ nháy phải, các bạn chọn là menu là thêm công tác từ dự toán. Nếu chúng ta đã quen rồi thì chúng ta nên dùng phím tắt là tổ hợp phím Ctrl Q cho nhanh. Đấy, tôi nhắc lại là phím tổ hợp phím là Ctrl Q. Đó. Thế bây giờ tôi sẽ chọn, giả sử trong cái đoạn 1 đó chúng ta thi công được 3 công tác này thì tôi thích chọn 3 công tác này. Tất nhiên nếu mà nó không phải công tác này, nó có thể công tác như thế này thì các bạn chọn lại. Đấy, cho đúng. À, thì tôi chọn 3 công tác này. Tôi bấm chọn. Và tôi sẽ điều chỉnh lại cái diễn giải này. Tôi dựa trên cái biên bản cái bản vẽ hoàn công hoặc là biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, để tôi sẽ xem là ở giai đoạn 1 này, từ tháng 1 đến tháng 6 này, tôi thi công cái móng 1, móng 2 này khối lượng thực tế là như thế nào. Bây giờ tôi giả thiết rằng là tôi chưa thi công được hết 24,9773 này, mà bây giờ tôi sẽ thi công được nó ít hơn chẳng hạn, tôi giả thiết rằng nó ít hơn. Tất nhiên số liệu ở đây thì tôi chỉ mang tính chất là minh họa để tôi điều chỉnh lại giảm cái khối lượng đây đi thôi. Và khối lượng thực là khối lượng mà các bạn bóc tách thực trong bản vẽ hoàn công của các bạn. Và bây giờ khối lượng của tôi giai đoạn 1 nó chỉ được 17,2 thôi. Cái móng này tôi giả thiết rằng tôi cũng sẽ điều chỉnh bớt đi, là giai đoạn 1 nó chưa thi công hết, tôi điều chỉnh số liệu đi. Điều chỉnh này cũng mà chỉ mang tính chất là minh họa để hướng dẫn các bạn điều chỉnh thôi. Còn số liệu thực tế là bao nhiêu, khối lượng là bao nhiêu là số liệu thực các bạn sau này. Cái xây móng này thì tôi cũng điều chỉnh chưa, nó tổng là 96,25, nhưng mà đoạn 1 này, đoạn 1 tôi mới thi công được là 25,87 mét khối đến đoạn 1. Như vậy thì cái việc mà chọn các công tác từ mà trước đây chúng ta đã làm hồ sơ đấu thầu thì chỉ bằng thao tác là nhấn tổ phím thêm công tác từ dự toán hoặc là Ctrl Q và chúng ta chọn công tác ở đây là xong. Đó. Giả thiết rằng đoạn này nó lại phát sinh thêm một số đầu việc, phát sinh thêm một số đầu việc, và cái đầu việc đấy là nó là cái công tác này, à cái đầu việc đó là cái một cái công tác nó phát sinh ngoài hợp đồng, nó ngoài cái hạng mục mà đã trong thiết kế, mà bây giờ chúng nhưng mà nó giống cái công tác này, thì bây giờ chúng ta bổ sung thêm một cái công tác phát sinh ngoài hợp đồng như sau, thêm công tác từ dự toán, tôi chọn công tác này. Và tôi sẽ điều chỉnh lại cái khối lượng này, không phải là 96,25 là khối lượng tổng. Và tôi sẽ điều chỉnh cái tên của nó là phát sinh thêm. Tôi đang để các lớp phát sinh này. Thêm khối lượng so với hợp đồng 123/2016 chẳng hạn. Tức là cái khối lượng này nó sẽ phát sinh thêm. Và các bạn có thể diễn giải ở phía dưới hoặc điền trực tiếp khối lượng ở đây. Tôi giả thiết rằng là tôi sẽ điền trực tiếp khối lượng ở đây là 1,69 mét khối. Hoặc các bạn có thể điền diễn giải ở phía dưới này để làm sao ra được 1,69 mét khối. Đấy là việc của các bạn. Và bây giờ chúng ta để ý cái công tác này. Hiện nay thì có một cột là cột phát sinh. Cột phát sinh ở đây. Cột phát sinh ở đây nếu mà chúng ta tích vào thì nó sẽ hiểu rằng là phát sinh. Đấy, có thể phát sinh ở đây có thể là phát sinh có trong hợp đồng trước đây, hoặc là phát sinh không nằm trong hợp đồng trước đây. Thì bây giờ chúng ta tích vào là phát sinh. Như vậy là hai công tác này đều có trong hợp đồng, nhưng mà cái công tác này nó phát sinh thêm so với hợp đồng là 1,69 mét khối tại cái giai đoạn 1 này. Đấy. Đấy là phát sinh, trường hợp thứ nhất là phát sinh nhưng mà nó có trong hợp đồng, phát sinh thêm khối lượng so với hợp đồng trước đây.
Bây giờ một loại dạng nữa là phát sinh, nhưng mà là phát sinh không có trong hợp đồng trước đây. Ví dụ như trong hợp đồng trước đây, khi mà đấu thầu nó chỉ có những công tác này, A, E, A, F này thôi. Bây giờ nó phát sinh thêm một công tác là AK. Tất cả các đầu việc đây tôi chỉ mang tính chất minh họa. Và nó phát sinh thêm là 200m2, thì tôi điền số 2 ở đây, tức là 200m2 ở đây. Đấy. Và tôi ghi chú ở đây để lát nữa chúng ta quan sát. Phát sinh ngoài hợp đồng 123 năm 2016. Đấy. Giả sử rằng hợp đồng 123 năm 2016 là cái hợp đồng mà chủ đầu tư đã ký kết với cả đơn vị nhà thầu xây lắp. Thế như vậy cái công việc này AK này, thì khi chúng ta tra một cái mã AK 11410 này thì nó ra được các cái thông số như là đơn giá vật liệu công máy, và nó tự động nó tích luôn ở cái cột phát sinh này. Nó tự động nó tích, có nghĩa là nó tự động nó báo cho cái chúng ta rằng là cái công việc này thực sự nó là phát sinh ngoài hợp đồng mà chúng ta không cần phải tích vào đây. Và các bạn không nên bỏ tố tích đi, bởi vì thực sự cái công tác AK này là công tác nó phát sinh ngoài hợp đồng, cho nên các bạn cứ nên để tích vào. Đấy, bởi vì các bạn thêm vào như vậy trong hợp đấy thì nó đã thực sự nó là phát sinh ngoài hợp đồng. Đấy. Như vậy có hai dạng là phát sinh nhưng mà có trong hợp đồng trước đây, nó chỉ tăng thêm khối lượng. Một dạng thứ hai là phát sinh ngoài hợp đồng, trước đây nó không có và bây giờ nó có thêm là 200m2 ở đây. Một dạng thứ ba nữa cũng phát sinh là công tác tạm tính. Công tác tạm tính phát sinh ngoài hợp đồng 123 năm 2016. Đấy. Tất cả những cái chữ phát sinh này tôi chỉ cho vào để minh họa, để lát nữa chúng ta dễ quan sát thôi. Đơn vị là bộ chẳng hạn, 15 bộ chẳng hạn, tiền vật liệu là 1.000 đồng, 10.000 đồng, nhân công là 200.000 đồng và 20.000 đồng, và máy là 30.000 đồng. Tôi cho những con số 10.000, 20.000, 30.000 là những con số giả định và để lát nữa chúng ta dễ nhớ. Đấy. Thế như vậy là giai đoạn 1 của chúng ta đã, tôi đã xong giai đoạn 1. Và bây giờ chúng ta xem giai đoạn 1 thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước là nhập giá quyết toán giai đoạn 1. Tôi xin lỗi. Chúng ta nhập sang, bấm sang sheet giá tháng quyết toán. Thì nó có hai loại giá tháng. Một loại giá tháng là giá tháng bình thường này, là để mà nhập cho lúc chúng ta làm hồ sơ thầu hoặc làm dự toán. Còn một dạng thứ hai là giá tháng quyết toán, là giá tháng mà chúng ta để chúng ta nhập cái giá tại thời điểm chúng ta thi công để chúng ta làm hồ sơ quyết toán. Thế thì bây giờ chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta sẽ sang sheet giá tháng quyết toán. Đây, giá tháng quyết toán để chúng ta nhập vào cột giá quyết toán. Cái cột này chúng ta sẽ không được điều chỉnh nữa, vì lý do là đây là cái giá mà chúng ta đã bỏ thầu ngày xưa trước đây, cho nên là cái giá này thì G8 đã tự động lấy cho các bạn mà các bạn không được điều chỉnh nữa. Đó. Thế còn cái giá này thì tạm thời là G8 để nó bằng cái giá thầu và các bạn có quyền điều chỉnh. Tôi lấy ví dụ như cát mịn lúc thi công nó không phải là 61.000 nữa mà nó là 65. Các bạn được điều chỉnh thành 65 khi mà trong hợp đồng thầu xây lắp của các bạn nó phải có điều khoản nói rằng là các bạn được điều chỉnh giá của vật tư bao gồm có vật liệu, nhân công và máy ở đây, thì các bạn mới được điều chỉnh ở đây. Còn nếu không có điều khoản đó thì đương nhiên hai cột này là bằng nhau và nó bằng cái giá mà các bạn đã đấu thầu, các bạn không được điều chỉnh cái gì ở đây cả hai cột này cả. Tôi giả thiết rằng được điều chỉnh là một trường hợp tổng quát. Còn nếu trường hợp không điều chỉnh thì nói tóm lại là chúng ta không phải làm gì cả, chúng ta chỉ sang đây chúng ta nhìn thôi chứ không làm gì cả. Đấy, tôi ví dụ như trường hợp này được điều chỉnh chẳng hạn, đá là 267.800 đồng. Tôi ví dụ như thế thôi. Tương tự như vậy, nhân công tại thời điểm mà thi công ấy mà nó thay đổi cái chính sách tiền lương. Ví dụ như đấy nó không phải là 05 hay 16 nữa mà nó lại là 0 bao nhiêu 6 hay 17 hay 18 chẳng hạn, thì chúng ta chọn cái thông tư mới đấy. Đấy. Nếu có, và chúng ta chọn cái định mức để tính giá máy mới nếu có. Sau đó chúng ta bấm vào tính giá nhân công ca máy. Chúng ta điền mức lương tối thiểu vùng. Đấy, mức lương đầu vào ở đây. Ví dụ như là lúc đó giả sử là 2.650.000. Tôi giả thiết thời điểm đó là như thế thì chúng ta điền lại. Tuy nhiên thời điểm hiện nay ở Hà Nội thì cái mức lương của, tôi lấy ví dụ ở thành phố Hà Nội, thì nó vùng 1 chỉ là 2.530.000 chứ không phải là 2
tuyển chọn. Các bạn có thể gõ trực tiếp vào đây. Các bạn điền lại giá xăng, giá dầu, giá điện, giá diesel vào đây. Đấy. Và cột này. Sau đó thì chúng ta xem G8 đã tính được cho chúng ta đơn giá nhân công mới theo cái lương ở chúng ta vừa nhập ở bên đầu vào này. Đơn giá máy. Đấy, một số cái loại, một cái máy mà chúng ta mới dùng có một loại máy ở đây thì nó cũng sẽ tính lại cho chúng ta cái giá mới dựa theo nhiên liệu mới nếu vừa rồi chúng ta nhập điều chỉnh theo lương mới chúng ta ở đây và ra giá ở đây. Và bây giờ chúng ta bấm nút cập nhật giá nhân công. Cập nhật giá máy. Đóng lại. Thì cái giá nhân công máy này là được điều chỉnh đến tại thời điểm mà chúng ta thi công. Và vật liệu này chúng ta điều chỉnh lại bằng tay. Hoặc chúng ta có thể dùng cái chức năng là áp giá thông báo vật liệu này để chúng ta chọn cái giá vật liệu của chúng ta. Chẳng hạn như thế, xong bấm tích tích chọn ở đây. Chấp nhận. Đó, thì cũng được. Và tuy nhiên tôi đã điều chỉnh cái này rồi. Sau khi điều chỉnh giá này xong thì chúng ta có thể là tính bù giá nhiên liệu lương thợ lại máy tại thời điểm mà chúng ta thi công. Chúng ta có thể tính cước vận chuyển tại điểm chúng ta thi công để chúng ta cộng cước vận chuyển vào đây. Đấy, thêm vào đây nữa. Chúng ta cộng bù nhiên liệu nữa để chúng ta tính thêm bù giá ca máy ở đây nếu có. Sau đó thì chúng ta chuyển sang bên sheet khối lượng hoàn thành. Chúng ta xem. Thì đây chính là cái bảng mà chuẩn theo thông tư số 08/2016 Bộ Tài chính ban hành. Chúng ta thấy rằng là các cái đầu việc đây là hoàn toàn cái đầu việc mà không có chữ phát sinh. Và đầu việc đây là đầu việc mà nằm trong hợp đồng. Thì đây chính là bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng. Đấy, thì chúng tôi cũng thể hiện là khối lượng thực hiện kỳ này là bao nhiêu. Đấy, tất nhiên kỳ này đang là kỳ thứ nhất cho nên là không có lũy kế hết kỳ trước. Và lũy kế hết kỳ này thì đương nhiên nó bằng là thực hiện kỳ này luôn. Bởi vì đây là kỳ đầu. Đơn giá theo hợp đồng trước đây là đơn giá chúng ta đấu thầu và đơn giá bổ sung. Đó, thì nó điều chỉnh lại chúng ta. Nó công thức nó tính. Khi chúng ta chọn cái bảng đầy đủ chúng ta sẽ thấy rõ được là đơn giá bổ sung như thế nào. Là chính là cái đơn giá thanh toán tại thời điểm chúng ta quyết toán nó tính được. Ở bên chiết tính quyết toán H20. Chiết tính quyết toán đây. H đây. H20 là cái giá của công tác tại thời điểm chúng ta tính công trình. Chúng ta làm công trình dựa theo cái giá của vật tư mới ở đây. Và nó ra được cái giá thi công ở đây. Thế thì nó đưa qua đây để nó tính được cái giá thanh toán và giá bổ sung chính là cái sự thay đổi giữa cái giá thanh toán với cả giá chúng ta làm hồ sơ đấu thầu hay là trong hợp đồng trước đây. Đấy. Thì tôi chọn bảng chuẩn để chúng ta bảng chuẩn theo thông tư 08/2016 để chúng ta dễ quan sát theo đúng như là cái mẫu của Bộ Tài chính. Và G8 cũng thể hiện là thành tiền theo hợp đồng trước đây là bao nhiêu. Đấy, nó sẽ đương nhiên nó sẽ bằng là khối lượng theo hợp đồng mà nhân với giá theo hợp đồng. Thành tiền được cái này thì đương nhiên nó sẽ là phải bằng cái giá đây mà nhân với cả cái đơn giá bổ sung với cả giá hợp đồng thì chính là cái giá thanh toán mà tôi vừa thể hiện ở cái bảng đầy đủ như sau. Đây. Bằng khối lượng thực hiện kỳ này nhân với cả giá thanh toán kỳ này. Đó. Lũy kế hết kỳ này thì nó chính bằng cái kỳ này bởi vì đây đang kỳ thứ nhất và nó sẽ không có lũy kế hết kỳ trước. Tôi chọn lại cái bảng chuẩn để các bạn theo dõi. Thì đây chính là cái bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sang bảng quyết toán khối lượng phát sinh. Thì trước khi sang đây thì tôi nhắc lại là trong giai đoạn 1 là tôi đã có một số đầu việc. Công tác số 4 này đấy, là phát sinh thêm khối lượng này. Đây là phát sinh ngoài hợp đồng này đấy. Công tác tạm tính phát sinh này. Và bây giờ chúng ta xem bên khối lượng phát sinh xem có đúng không. Đây là bảng quyết toán khối lượng công việc phát sinh. Đấy. Thì nó có những cái đầu việc như là chúng ta đã phát sinh khối lượng so với hợp đồng 123/2016. Đây là phát sinh ngoài hợp đồng 123/2016 lập mái. Và đây là công tác tạm tính. Nếu chúng ta chọn bảng đầy đủ chúng ta thấy rõ các cái mã là AK lập mái, tạm tính là cái mã mà chúng ta vừa thêm vào. Tuy nhiên là bảng chuẩn của Bộ Tài chính là không có cái mã số này cho nên là tôi để cái bảng chuẩn để chúng ta theo dõi cho nó dễ. Tiếp theo ở đây thì nó cũng thể hiện được là các công việc phát sinh đấy kỳ này là bao nhiêu, lũy kế hết kỳ này là bao nhiêu, đơn giá theo đồng là bao nhiêu, đơn giá bổ sung. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng không hiểu rõ lắm là cái việc phát sinh ngoài hợp đồng thì lấy đâu ra mà cái đơn giá theo hợp đồng. Tôi cũng không hiểu là cái ý nghĩa trong cái việc này Bộ Tài chính ý nói thế nào. Tuy nhiên thì nếu mà cái công việc đó là công việc mà phát sinh khối lượng tăng thêm so với hợp đồng thì mới có giá đơn giá theo hợp đồng. Có những công việc mà phát sinh ngoài hợp đồng hẳn thì tất nhiên là không thể có cái giá theo
theo hợp đồng được, mà nó chỉ có giá là bổ sung. Và giá bổ sung này tất nhiên nó sẽ bằng là cái giá mà chúng ta thanh toán mà trừ đi cái giá theo hợp đồng. Đấy. Và nếu trường hợp là công tác phát sinh ngoài hợp đồng hẳn thì đương nhiên là cái đơn giá bổ sung và đơn giá thanh toán tất nhiên nó bằng nhau. Bởi vì là trước đây nó không có thì nó bằng không, thì bổ sung với thanh toán sẽ bằng nhau. Đó. Cái bảng thứ ba là bảng tổng hợp quyết khối lượng quyết toán. Thì cái bảng này là không có trong hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cung cấp cho các bạn để chúng ta có một cái nhìn tổng quát xem là trước đây là chúng ta đã thi công, chúng ta đấu thầu theo cái trình tự đầu việc là 1, 2, 3 đầu việc như này. Thì bây giờ giai đoạn 1 nó thi công được bao nhiêu, giai đoạn 2 nó thi công được bao nhiêu, công việc này giai đoạn 1, giai đoạn 2 nó thi công được như nào. Thì khối lượng nó thi công được như nào này, tổng khối lượng đã thi công được này, khối lượng còn lại này, đơn giá, đây là đơn giá mà đấu thầu, còn đây là đơn giá mà con số này có đơn giá chúng ta là quyết toán và thành tiền, đây là thành tiền lúc đấu thầu, còn đây là thành tiền lúc quyết toán và tổng thành tiền đây, cái tiền còn lại đấy. Thế thì cái bảng mà tổng hợp quyết toán công trình này nó chính là một cái bảng thể hiện được, nó giống như cái tiến độ thi công mà thể hiện được rằng là tất cả các đầu việc ở đây đã đấu thầu và bây giờ tiến độ thi công của nó từng giai đoạn một là như thế nào đấy. Thì cái bảng này sau đó chúng ta sẽ xốc qua Excel, chúng ta chuyển về công ty của chúng ta, tổng công ty của chúng ta, để cái người các cái người có chức trách ở phía trên họ kiểm soát tất cả cái quá trình cái tiến độ thi công của chúng ta, xem là khối lượng thi công nó được như thế nào, tổng khối lượng ra làm sao đấy, và cái còn lại còn phải xây lắp là bao nhiêu đấy, cũng như là dành cho đơn vị dành cho các cái phòng tài chính kế toán họ biết được giá cả thi công thế nào, tiền thi công được bao nhiêu, rồi tổng tiền thi công được bao nhiêu, cũng như là cái tiền còn lại mà khả năng còn phải thi công nữa và thu hồi được là bao nhiêu. Thì đây là một cái bảng vô cùng quý giá đối với cả các cái lãnh đạo công ty cũng như là phòng tài chính kế toán của công ty. Thì chúng tôi bổ sung thêm cái bảng này để chúng ta tiện trong cái việc mà quản lý công trình của chúng ta đang thi công như thế nào. Và nó không có trong thông tư nào của Bộ Xây dựng hay là Bộ Tài chính cả. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn cái bảng quyết toán khối lượng thành, khối lượng phát sinh. Nhưng ở đây mới có là một giai đoạn, chưa có giai đoạn thứ hai. Cho nên là chúng ta chưa thể biết được cái lũy kế như nào cả. Bây giờ tôi nhập tiếp vào giai đoạn thứ hai. Đây giai đoạn 1 đây, tôi nhập tiếp vào giai đoạn thứ hai. Tôi xuống dòng dưới, tôi nhập mã là HM, tên là giai đoạn 2. Từ tháng 07/2016 trở đi. Bây giờ cũng như lúc nãy thì tôi sẽ phải nhập thêm một số đầu việc vào, thêm công tác từ dự toán hoặc là nhấn Ctrl Q. Thì bây giờ tôi sẽ chọn một số cái đầu việc này và những cái đầu việc còn lại. Đó. Thế thì tôi đã có cái đoạn 2 xong. Thì cái khối lượng này tôi phải điều chỉnh giảm đi. Đấy, tôi giả thiết rằng là những con số này chỉ mang tính chất minh họa này. Và tôi có khối lượng nó chỉ bằng này thôi. Con số thực của các bạn sẽ điều chỉnh lại. Giả sử rằng chỗ này không có diễn giải thì tôi sẽ xóa những dòng đã chọn đi. Và tôi thi công được giai đoạn này là 1,47 mét khối. Công tác thứ 3, giai đoạn này tôi không phải tổng là 96, giai đoạn này tôi chỉ được là 23,46 mét khối. Giai đoạn thứ 4, thứ 5, thứ 6 tôi giả thiết rằng nó thi công hết chẳng hạn. Đấy. Và giai đoạn này tôi cũng sẽ bổ sung thêm một số chèn dòng vào. Hoặc là các bạn nhấn phím insert trên bàn phím để chèn dòng cho nhanh. Tôi có thể nhập thêm một số đầu việc khác vào và tôi báo rằng đây nó là phát sinh ngoài hợp đồng hoặc là tạm tính. Hợp đồng. Ở đây tôi cũng thêm cái chữ ở ngoài này để lát nữa chúng ta theo dõi thôi.
Lưu ý rằng là cái chữ này thì là chỉ để tôi gõ vào để lát nữa chúng ta dễ theo dõi. Còn khi các bạn làm thì các bạn có thể có hoặc có thể không, tùy các bạn gõ cái việc gì đó để giải trình với chủ đầu tư hay với các cái cơ quan ban ngành để cho nó dễ thì tùy các bạn, chứ không bắt buộc phải ghi cái chữ dòng này. Đây. Đấy. Thế thì bây giờ nó phát sinh là 1,35 tấn, 2,58 tấn. Và tạm tính này, đây là cái 16,16 cái 100.000. Đấy, 200.000. 300.000. Đó. Thế như vậy là tôi đã có 3 công việc phát sinh ở phía dưới, và ở trên là tôi có các cái đầu việc mà có trong hợp đồng trước đây. Tất nhiên cái việc là đặt công việc nó phát sinh ngoài hợp đồng ở phía dưới hay giữa hay trên đấy là việc của các bạn, các bạn sẽ chèn dòng vào đây để các bạn thêm vào tùy các bạn. Và như vậy tôi đã được cái đoạn 2 là xong. Bây giờ tôi bấm F5 để chúng ta duyệt lại, chúng ta nhìn cho dễ, nó kẻ bảng của chúng ta từ đây trở xuống là đoạn 2. Chúng ta xem. Đấy. Đoạn 2 chúng ta chuyển sang giá tháng quyết toán. Lúc nãy thì chúng ta thấy rằng nó có một bảng ở trên và chúng ta đã điều chỉnh cái giá này rồi. Sang đoạn 2, lúc nãy là tôi đã điều chỉnh giá của cát mịn, cát vàng, rồi giá của nhân công bậc 3, bậc 3,5, rồi giá của máy trộn. Thế thì sang đây, tôi giả các bạn có thể điều chỉnh cái giá đoạn 2 này ở cái bảng là giá quyết toán, bảng giá vật tư quyết toán đoạn công trình đoạn 2, ở cái cột giá quyết toán đoạn 2 này. Các bạn có thể điều chỉnh hoặc không, tùy theo cái điều kiện thi công của các bạn và tùy theo hợp đồng có được điều chỉnh hay không. Nhập vào đây, nhập vào đây, nhập vào đây. Và giả thiết rằng trong trường hợp này thì tôi lại đoạn 2 này nó không có gì thay đổi so với đấu thầu cả, và tôi chỉ việc là chuyển sang quyết toán khối lượng thành. Đoạn 1 lúc nãy thì chúng ta thể ở đây rồi. Bây giờ chúng ta thấy phát sinh thêm đoạn 2 nữa, đoạn thứ 2 đây, thì nó thể hiện toàn bộ những cái đầu việc mà trong hợp đồng trước đây. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy rằng là bắt đầu có lũy kế đến hết kỳ trước. Tôi lưu ý công tác này chẳng hạn nó sẽ là bằng OG18. Chúng ta xem. OG18 chính là cái xây móng chiều dày 60m vữa mắc 50. Đấy. Chiều dày xây móng chiều dày 60cm vữa mắc 50. Đấy, thì nó lũy kế chúng ta ở đây. Và có lũy kế hết kỳ trước thì tất nhiên nó sẽ lũy kế hết kỳ này, nó cộng dồn vào chúng ta ở đây. Đấy, và cũng có đơn giá theo hợp đồng, đơn giá bổ sung. Đơn giá bổ sung trong hợp này là không có thay đổi gì cả, không có gì cả, vì lý do là ở bên sheet giá tháng quyết toán này là tôi không điều chỉnh cái gì ở đây cả. Đấy, tôi không điều chỉnh giá vật liệu, không điều chỉnh giá nhân công bậc 3 hoặc 4 ở đây, không điều chỉnh các loại máy ủi, máy đào, máy khoan ở đây. Cho nên là ở bên cái khối lượng hoàn thành này, cái cột đơn giá bổ sung này nó không có gì cả. Đấy. Cho nên tôi đánh giá rằng là cái thông tư 08 năm 2016 Bộ Tài chính này thì rất là hay ở chỗ ấy, là họ bổ sung thêm cái cột là đơn giá bổ sung ở đây. Thế khi mà kiểm tra thì cái đơn vị kiểm tra đó, chủ đầu tư hoặc là kho bạc hoặc là bên tài chính, họ kiểm tra rất là dễ. Đầu tiên họ nhìn cái cột này, nếu nó trắng trơn có nghĩa là không có thay đổi gì cả so với hợp đồng, so với hồ sơ đấu thầu trước đây. Còn nếu ở đây nó có số nào đó thì người ta biết ngay rằng là cái đơn giá này đã được thay đổi đi rồi, và người ta sẽ phải kiểm tra lại xem là tại sao, nguyên nhân tại sao nó thay đổi. Đấy, thì lúc đó người ta sẽ kiểm tra nó dễ hơn so với việc là cái thông tư cũ. Ví dụ thông tư cũ chẳng hạn là thông tư số 86 năm 2011 là nó không có cái cột bổ sung, nó chỉ có là đơn giá thanh toán. Đấy. Thế cho nên là nó sẽ không, người ta rất là khó phát hiện ra được là đơn giá thanh toán này nó có thay đổi gì so với cả đơn giá theo hợp đồng trước đây không, là chúng ta không nhìn được. Đấy. Cho nên bây giờ tôi chọn lại ở đây, nó là có là đơn giá theo hợp đồng và đơn giá bổ sung. Đấy. Và thông thường đơn giá sẽ bổ sung nó phải là trắng thì người ta mới yên tâm được, bởi vì nó không có thay đổi gì cả. Đấy. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bảng quyết toán khối lượng phát sinh. Chuyển khối lượng phát sinh thì tôi cũng có một số cái đầu việc ở đây, như là xây móng này, lập ở đây là đoạn 1 này. Đoạn 2 thì tôi cũng có 3 công việc là vì kèo ở đây và tạm tính phát sinh ngoài hợp đồng ở đây. Khối lượng 1,35, 2,58 và 16. Lúc nãy tôi điền vào đây thì nó đây, đoạn 2 là 3 công việc tôi phát sinh ở đây. 1,35, 2,58 và 16 thì nó thể hiện ở 3 con này chúng ta. Đó.
Đấy. Thì nó cũng thể hiện được là các cái thực hiện kỳ này bao nhiêu, rồi đơn giá thanh toán, đơn giá bổ sung. Nếu chúng ta chọn bảng là chuẩn thì nó chỉ có là đơn giá theo hợp đồng và đơn giá bổ sung. Tất nhiên cái ba công việc này nó phát sinh ngoài hợp đồng, cho nên là đơn giá hợp đồng không có, và đơn giá bổ sung này chính là đơn giá mà theo hợp đồng sau này giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công. Đấy. Và nó cũng thể hiện được tiền của là thực hiện cái này là bao nhiêu, lũy kế thực hiện cái này bao nhiêu, nó cộng dồn vào đây chúng ta. Đấy. Và bây giờ tôi chuyển sang tổng quyết toán. Thì lúc nãy thì công tác này chẳng hạn lúc đấu thầu nó như thế này là 24,977. Thì lúc nãy chỉ có giai đoạn 1 và bây giờ nó phát sinh thêm giai đoạn 2 chúng ta. Và nếu chúng ta đưa cái bảng này xuất qua sale và chuyển về công ty chúng ta, chuyển cho các lãnh đạo xem, thì họ thấy được à, giai đoạn 1 các ông thi công như thế này, giai đoạn 2 bây giờ là ngày hôm nay các ông thi công thêm được một này, và tổng khối lượng các ông nó đã được là thêm hai con này cộng với nhau nó ra được thế này rồi. Tương tự như vậy, tiền năm các thứ để bộ phận tài chính kế toán và kiểm soát nó nằm ở đây cả cho chúng ta, từ có đơn giá tiền đây. Đấy, thì đây là một cái chức năng rất tuyệt vời để giúp chúng ta quản lý được cái tiến độ, cái dòng tiền của chúng ta trong quá trình chúng ta thi công công trình. Đó. Như vậy với video này tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà làm quyết toán để mà ra được cái kết quả cuối cùng là cái bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành và quyết toán khối lượng công việc phát sinh ở đây, phát sinh ở đây, cũng như là đã hướng dẫn các bạn cách nhập các cái đầu việc mà đã khối lượng công việc mà hoàn thành theo hợp đồng trước đây thông qua cái việc chọn các cái đầu việc chúng ta đấu thầu trước đây, hoặc là tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà chỉ ra rằng cái công một công việc nào đó nó phát sinh để nó phát sinh ở ngoài hợp đồng dựa trên cái việc là chúng ta tích hay là không tích cái cột phát sinh ở đây. Ví dụ như đây các cái cột này chúng ta tích vào thì nó báo rằng đó chính là những cái công việc mà phát sinh ngoài hợp đồng chúng ta. Vâng, cái video này tôi xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi tôi hướng dẫn. Rất mong được gặp lại các bạn trong những cái video hướng dẫn của dự toán G8 sau này. Vâng, cảm ơn các bạn.